Thưa tất cả quý đồng bào ở trong nước, chúng tôi mong rằng cái thông điệp này sẽ được đến với tất cả quý Việt ngã đối với chế độ cộng sản và bọn côn đồ, đặc biệt là công an. Thành ra ngày hôm nay cháu có mặt ở đây nhân danh là thế hệ đi trước